Trên con đường đi đến thành công, đây là ba cạm bẫy cơ bản mà các nhà lãnh đạo dễ dàng mắc phải. Để trở thành một nhà lãnh đạo tài năng, chắc chắn đó không phải là một điều dễ dàng. Bên cạnh quá trình luôn phải thúc đẩy bản thân ngày một phát triển, thì các nhà lãnh đạo phải là người truyền cảm hứng, chỉ đạo, quản lý cho các nhân viên, và tất nhiên phải có những lúc họ trở thành kẻ xấu trong mắt người khác. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới một nhà lãnh đạo quản lý giỏi. Bên cạnh những thành tựu đạt được thì cũng có vô số những điểm yếu và cạm bẫy mà họ mắc phải. Vì vậy, trong cuốn sách nổi tiếng The Business Ziegfeld Manual, sổ tay thương nghiệp của người kinh doanh của Chris Hartley, một nhà tư vấn kinh doanh đầy đặn kinh nghiệm, chuyên gia chứng khoán, cựu chiến binh của quân đội Mỹ, ông đã đưa ra những yếu tố quan trọng nhất để phát triển thành một nhà lãnh đạo, đồng thời cũng nêu bật những kinh nghiệm hay nguy hiểm tiềm ẩn đang đợi chờ trên con đường phía trước của một nhà lãnh đạo. Trong một cuộc trò chuyện với CNBC, Holberg đã chỉ ra 3 khu vực nguy hiểm đến với các nhà lãnh đạo. Điều này có thể dẫn tới những bất lợi sâu sắc cho mối quan hệ giữa sếp và nhân viên. Thứ nhất, các nhà lãnh đạo không cải thiện mối quan hệ với các nhân viên. Ngay từ câu nói "Tôi có thể giúp gì bạn phải không?" cũng trở nên thân thiện hơn rất nhiều so với những việc bạn hỏi rằng "Bạn đã làm xong những công việc mà tôi giao chưa?" Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo lại thường bỏ qua những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt này. Holmberg lưu ý rằng nếu như bạn có một tầm nhìn và những dự định rõ ràng cả về ngắn hạn và dài hạn, và làm việc với những người có năng lực thực sự, thì bạn không cần phải quản lý quá chi tiết nhóm của mình. Là một nhà lãnh đạo, bạn nên phấn đấu để trở thành một nhà giao tiếp tuyệt vời. Thứ hai, các nhà lãnh đạo không đền đáp xứng đáng cho những đóng góp của nhân viên. Khi đạt được những chiến thắng, hãy khen ngợi tất cả những người xứng đáng, ngay cả khi đó là điều bạn không muốn. Nhưng hãy nhớ lấy điều này, vì nó là điều quan trọng đối với tất cả các nhà lãnh đạo. Mặc dù trong cùng một nhóm, mọi người sẽ chia sẻ cùng nhau về cả chiến thắng và thất bại, nhưng nếu bạn là một nhà lãnh đạo giỏi, bạn hãy coi những đóng góp của nhân viên là vô cùng quan trọng, như các đồng nghiệp và cấp trên. Bởi vì một nhà lãnh đạo tài năng là những người đã thuê những nhân viên tuyệt vời để vượt qua mọi trở ngại. Holmberg đã lấy ví dụ về tỷ phú tự thân Richard Branson. Để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, người đồng sáng lập tập đoàn Virgin đã đặt nhân viên của mình trước những cổ đông, khách hàng hoặc nhà cung cấp. Holmberg nói rằng khi nhân viên cảm thấy họ là người cuối cùng được quan tâm thì rất khó để họ có thể đóng góp hết sức lực cho công ty. Cuối cùng, nếu họ cảm thấy bản thân không được đánh giá cao thì tại sao họ nên coi trọng chính công ty của mình? Trên thực tế, tỷ phú Branson đã chống lại kiểu hành vi này bằng cách ưu tiên nhân viên là số 1. Do đó, theo quan điểm của Holmberg, một nhà lãnh đạo không hoàn hảo là những người lấp đầy thẻ tín dụng của mình từ những thành công và đổ lỗi cho nhân viên về những thất bại mà họ gặp phải. Thứ ba, các nhà lãnh đạo thiếu tính kiên định. Bất cứ ai cũng có thể có một ngày làm việc tồi tệ, ngay cả những ông chủ. Nhưng như Holmberg nói, nhân viên không nên đối phó với các nhà lãnh đạo có một tuần hoặc tháng xấu liên miên. Vậy làm thế nào để ngăn chặn điều này xảy ra? Theo Holmberg, nếu bạn là một người quản lý một cách rõ ràng và nhất quán, điều này giúp sắp xếp môi trường làm việc trở nên đơn giản hơn. Nó cho phép các nhân viên có cơ hội tập trung vào công việc cần phải làm, chứ không phải dành thời gian để điều hướng một mối quan hệ kinh doanh với nhiều mánh khóe. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.